Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai cái sản phẩm nào thì gọi điện thoại trực tiếp số của em 0378 050 027 để em phải tư vấn được chính xác hơn cho mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người mấy đôi giày hàng si, có hàng của Mỹ này, hàng của Hàn này, rồi có hàng của Thái nhá, có mấy đôi. Em nên lên cho mọi người, bác nào vừa ý chí đôi nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em, giá em bán rất hợp lý cho mọi người. Đây, đầu tiên sẽ lên cho mọi người một đôi giày sa mạc, hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ nhá. Đây là đế Vibram này, chuẩn cấp phát quân đội Mỹ, độ mới của nó rất là cao nhá. Nó gọi là cái này, nó về cái độ mới sử dụng thì gần như là chưa sử dụng, nhưng mà để lâu ngày ấy, hay để trong kho ấy, thì nó có những cái vết dơ này, về mọi người xử lý giúp em nhá. Nói chung là đi bình thường, nó không phải là dơ quá hay là gì đâu, nó chỉ là những cái vết gọi là cái này, gọi là cái vết, cái này các bác xử lý được đơn giản thôi, nó không phải dơ bẩn quá đâu. Em bán vừa tiền để cho các bác về xử lý. Ý, dây dợ còn đanh chưa bị tưa nhá, rồi tất cả đều là đẹp nhá, đế còn siêu đẹp luôn, đế chưa bị mòn thế nào luôn này, đó cực đẹp nhá. Về các bác xử lý đi là quá ok luôn, cái này xử lý được ạ, như là đánh cồn hay đánh gì đó rất đơn giản thôi, nhưng mà em sẽ bán giá hợp lý cho mọi người. Đôi này size 5 Vrup tương đương với số 38 nhá, chân bác nào nhỏ thì đi vừa đôi này, số 38. Đôi này em để cho mọi người giá là 850.000 nhé, 850.000, số 38, 850.000, bác nào vừa thì lấy đôi này nhé. Tràng chuột cấp phát quân đội Mỹ đấy, cực đẹp, độ mới của nó nếu mà để mà tính về sử dụng thì nó sẽ là mới tầm 98-99%, nhưng mà nó hơi bị dơ một chút, về các bác xử lý giúp em nhé, 850.000. Đôi giày Mỹ xịn này. Này, tiếp theo một đôi giày Mỹ xịn nữa, cái đôi này thì nó lại to, đôi này to, độ mới cũng rất là cao, chưa bị lỗi lầm lủng rách gì, đế có mòn một chút rồi nhá, đế có mòn một chút rồi đó, chứ không phải là đế chưa mòn, có mòn đấy, báo thật kỹ cho mọi người, có gì nói đấy, không phải giấu giếm gì, vì đây là hàng chuẩn Mỹ đã qua sử dụng nhá, nhưng mà có độ mới còn rất cao, size 8 Vrup nhá, 8 Vrup. Còn mọi người nếu mà để sử dụng thì không thể hỏng được, còn lâu mới hỏng được, vì đây là hàng da lộn, hàng da lộn cực đẹp nhá, dây dợ còn nguyên zin ok của nó nhá, còn rất là đẹp. Cái đôi này thì đỡ dơ hơn cái đôi trước, đôi này thì đỡ bẩn hơn đôi trước. Bác nào lấy đôi này em để cho mọi người 800 nhá, size 8 Vrup. Các bác là chân 42 là vừa nhá, 41-42 là vừa nhá, 41-42 là vừa đôi này, 41-42 đi đôi này được nhá, 8 Vrup rất là đẹp, 800.000 nhá, 800.000. Bác nào vừa thì lấy đôi này giúp em, ok chưa? Em lên cho mọi người một đôi giày Hàn đấy nhá, một đôi giày Hàn, sa mạc Hàn, đây là của Hàn Quốc, cũng chuẩn cấp phát quân đội Hàn Quốc nhá. Đây là đôi Hàn Quốc size 285L, size 285L tương đương với size, tức là chân mọi người phải 43-44 nhá, chân 43 đi được nhá, chân 43 mọi người đi rừng đi núi thì thoải mái, không phải suy nghĩ luôn, chân 43, đây là giày quân đội Hàn Quốc nhá, chuẩn xịn, độ mới rất là cao, độ mới rất là cao, đế đi còn ok, thoải mái, mọi người đi rừng đi núi hay là đi cà phê thoải mái, không bao giờ phải suy nghĩ luôn. Mà cái màu này là màu sạch này, màu này màu đậm sạch này, còn đôi này độ mới rất cao nhé, đôi này độ mới cũng rất là cao, đã qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới cao, các bác nào mua về gọi là đi cà phê hay là cũng vẫn ok, mà đi rừng núi thì có là siêu bền, chống rắn rết hay là đi chắc chắn không trơn trượt, quá ok nhé. Đó, đế còn rất là đẹp. Đôi này em bán để cho mọi người giá là 400.000 nhé, 400.000, nhưng mà chân phải to nhé, cái đôi này chân phải to, chân phải 43 hoặc 44 là đi vừa nhé, 43 hoặc 44 đi vừa đôi này, đó 400.000 đôi này thôi, 400.000 nhé. Em đưa cho mọi người một đôi giày, cái này đôi này là của Thái này, giày cổ bạc của Thái này, em còn một đôi số 7 Vrup tương đương với số 40 nhé, tương đương với số 40, 7 Vrup, đây là giày của Thái, nhưng nó là giày da xịn nhé, đây là giày da xịn 100%, đi siêu bền, đế cao su nhé, đế cao su, cổ bạc, đó, dây dợ đầy đủ, mới 100%, đế máy cày nhé, đó, thiết kế giống hàng Mỹ, nhưng mà đây là hàng của Thái, nhưng mà đây là da xịn, mọi người đi không thể hỏng được đâu,
Đây là da xịn, cái đế này thì mọi người đi vô tư luôn, mà nó là da xịn đi không bao giờ lổ. Em cam kết cái đôi này nó là da xịn nhé, nó là da xịn đấy. Đây là cổ bạt, bắt đầu lấy đôi này em để cho mọi người là 750.000 nhé, 750.000 đôi cổ bạt này, 750.000 đôi cổ bạt này nhé. Đấy bác nào lấy, em còn một đôi thôi, cũng chỉ có một đôi số 40 thôi nhé. Bác nào mà vừa đôi này thì lấy để đi, nói chung là mặc rất là đẹp, nó đi nó chả khác gì giày Mỹ đâu, chất lượng rất là cao, chất lượng rất là cao nhá, mà nó là da xịn, đế mới 100%, 750.000. Đó, tiếp theo em sẽ đưa cho mọi người một đôi này nữa. Cái đôi này thật sự là em không biết của nước nào, nhưng mà cái đôi này thì cũng đã gọi là qua sử dụng rồi, nhưng qua sử dụng nước rồi, nó là hàng si nhá, nó là giày da xịn đấy ạ, giày cổ da nhá. Đây là đôi cổ da, giày cổ cao cổ cổ da nhá, cực đẹp luôn, rất là đẹp nhá. Đó, da xịn 100%, có khóa kéo nhá, mọi người sử dụng rất là đơn giản, dây có dây, mọi người buộc vừa vừa xong rồi, ví dụ tháo ra tháo vào thì mọi người có khóa kéo cổ này, kéo lên là ok chắc chắn này, kéo xuống là rút ra, đơn giản không phải tháo dây nhá, nó có khóa kéo rất là hợp lý. Nhưng mà đôi này thì cũng người chân nhỏ nhỏ thôi, chân tầm 39 thì vừa nhá, theo em thì chân 39 thì vừa, chân 39 mỏng mỏng thì vừa nhá, 39 kịch là 40, nhưng 40 là phải mỏng, 40 chân là phải mỏng mới đi được, 39 là đi vừa nhá, còn 40 chân mỏng là đi vừa đôi này. Em có một đôi, độ mới của nó thì nói chung là 99%, xài lướt thôi mà thậm chí là chưa xài, nhưng mà ấy, nhưng mà bán theo phà hàng si thôi. Hàng này thì em cam kết cho mọi người nó là da xịn 100%, 100% nó là da xịn, da miếng, da bò, giày cộp luôn. Cái này đi thì vô tư, rất là đẹp, rất đẹp như thế này nhé, đôi này rất là đẹp, rất xịn. Đó, đây là một đôi của nó, không lỗi gì đâu nhỉ, không lỗi gì đâu. Về mà người đánh si đây là nó bóng, đen bóng luôn, cực đẹp, vì nó là giày da, giày da thì bao giờ nó ăn si, chứ không phải giày giả da, giày giả da đánh si là nó trượt đi, nhưng giày da xịn đánh si là cảm thấy nó có độ bám trong ngay, rất là cảm thấy sự khác biệt mà. Đó, đôi này em để cho mọi người là 450.000 nhé, 450.000 cỡ 39-40 nhé. Đây là size 39-40. Thật sự em không biết giày của nước nào, nhưng mà nó là giày da xịn. Em cũng là người bán giày da, em biết đâu là da xịn đâu là không, mọi người yên tâm. Đây là đôi da xịn nhé, cực đẹp, 450.000. Rồi, đó, em lên cho mọi người 5 đôi. Bác nào vừa đôi nào thì liên hệ trực tiếp đến số của em 0378 050 027 nhé. Xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo.